tin cập nhật mới nhất về luật di trú Mỹ. Từ 2017, luật di trú nhập cư định cư tại Hoa Kỳ sẽ có nhiều thay đổi và nhiều hạn chế dưới thời Tổng thống Donald Trump. Hãy tận dụng cơ hội này để giúp thân nhân quý vị có visa và định cư tại Mỹ nhanh nhất qua các diễn đầu tư EB3, EB5, du học hay bảo lãnh. Tổ hợp luật sư Premier International Law Group sẽ giúp quý vị rút ngắn thời gian, rút ngắn khoảng cách. 888-202-2042 hoặc 714-254-5166. 714-254-5166. Thưa quý vị, lần này cũng là sự cố vấn pháp lý của luật sư Đan Đào, tổng giám đốc của tổ hợp luật sư Premier International Law Group. Trong phần 1 vừa qua thì Tuyết Nha đã có cơ hội gửi đến quý khán giả một số những tin tức liên quan tới vấn đề Hoa Kỳ loan báo kế hoạch bố rắc du học sinh ở qua hạn visa như thế nào và những cái cố vấn pháp lý của luật sư Đan Đào về vấn đề chuyển đổi từ visa F1 sang visa làm việc là EB3 hoặc là visa đầu tư vân vân để có cơ hội ở lại Hoa Kỳ đi học với tiền học phí thấp và được có thẻ xanh tại Hoa Kỳ như thế nào. Dạ, vâng, chúng tôi ở đây làm việc có thể nói là hai cái chương trình chính trong cái dạng đầu tư. Cái chương trình thứ nhất là cái dạng L1, tức là phần lớn là do những nhà đầu tư mà họ đã có cơ sở làm ăn ở ngoại quốc, nhưng là cũng khoảng 5 năm và họ có đầy đủ giấy tờ thuế để chứng minh. Và chúng tôi trong cái dạng đó thì chúng tôi mở một cái chi nhánh của họ bên đây. Thì sau khi họ làm việc, họ có quyền, họ mang gia đình cũng như là con dưới 21 tuổi qua để quản lý cái cơ sở đầu tư đó. Và sau 12 tháng thì chúng tôi có cách để chúng tôi chuyển họ thành để lấy thẻ xanh. Đó là một hình thức. Cái hình thức thứ nhì là chúng tôi làm rất nhiều hồ sơ nữa là cái dạng EB5. Thì EB5 nó có phần lớn ở đây chúng tôi nghe phần lớn người ta quan tâm tới cái vạn EB5 mà đầu tư vào những cái project lớn. Thì chúng tôi làm những cái project chẳng hạn như về hotel hay là những cái project về shopping mall v.v. Thì cái đó nó thường thường nó khoảng nửa triệu đô la đầu tư, nhưng mà nó có một cái phiền não là cái thời gian đầu tư, cái thời gian nó làm hồ sơ rất là lâu. Tại vì thường thường trong những cái project đó thường thường họ lấy từ 50 tới nhiều khi thậm chí cả 100 người đầu tư. Thì như cái thời gian mà làm hồ sơ đó thường thường nó khoảng từ ít nhất nó khoảng từ 15, nhiều khi 15 tháng mà nhiều khi thậm chí nó lên cả tới 3-4 năm. Và chẳng hạn như chúng tôi làm những hồ sơ về của người Trung Quốc thì hiện giờ có những cái hồ sơ EB5 của Trung Quốc lên tới 7 năm. Thành thường cái thời gian mà chờ nó rất là lâu. Trong khi ở đây chúng tôi cũng có một cái phương án khác là làm việc cho quý vị là quý vị tìm những cái project mà tự quản lý. Ở đây chúng tôi có cả một cái đội ngũ về luật pháp, luật sư cũng như là về quản lý, về business management đó. Về quản lý cũng như là cũng có những cái người chuyên môn về về kế toán và luôn để giúp hỗ trợ quý vị thành lập những cái cơ sở thương mại như vậy. Thì cái vốn đầu tư hoặc là nếu mà quý vị làm việc ở trong những cái khu mà qualify, tức là được có thể nói là nhiều người bị thất nghiệp và được sự khuyến khích của sở chính phủ Hoa Kỳ đó, thì quý vị vẫn chỉ đóng có đầu tư có nửa triệu đô la thôi. Còn nếu mà quý vị muốn ra ngoài những cái khu đó đó thì quý vị phải đầu tư 1 triệu đô la. Thì cái đây nó có cái lợi điểm là quý vị tự quản lý cái cơ sở kinh doanh mãi của quý vị, và chúng tôi có những cái đội ngũ nhân viên như vậy để giúp quý vị thành lập những cái công ty mà để là bảo đảm cho cái sự thành công của những cái cơ sở kinh doanh mãi của quý vị. Vậy nếu như mà trong trường hợp mà chúng ta đầu tư mà trên nửa triệu đô la vô một cái project nào đó rồi chờ, như luật sư nói, nếu mà không làm đúng mà mình bị chờ trong vòng cả 2-3 năm, thí dụ như thầy vậy, và trong cái thời gian 2-3 năm đó họ lại mang thua lỗ mà họ bị bankruptcy, thì là mình mất hết tiền nó luôn hả thưa? Thì mỗi cái project nó khác nhau, rồi nó tùy theo cái contract mà mình đầu tư. Thì mình rất là phải cẩn thận khi mà mình đầu tư vào một cái project đó. Mình phải tiếng Anh nó gọi là due diligence, tức là mình phải làm những cái điều tra. Ở đây chúng tôi có tất cả những nhân viên để điều tra những cái project, giúp quý vị và cố vấn quý vị về cái xúc tiến những cái project như vậy. Một lần nữa để quý khán giả có thể tiện liên lạc, đó là số điện thoại local là 714-254-5166 hoặc số điện thoại toll free là 1-888-202-2042. Trước khi chúng ta bắt đầu một cái việc đầu tư nào thì quý vị cũng nên liên lạc với luật sư để chúng ta biết và chúng ta nên làm như thế nào để giúp đỡ cho thân nhân của chúng ta có thể có thẻ xanh một cách nhanh nhất nè. Rồi tiền chúng ta bỏ ra mà nó thu lại được, chứ không phải là tiền mất là tật mang, phải không thưa luật sư? Đúng vậy.
Dạ vâng, và chỉ còn vài phút nữa thôi thì trước khi nói lời tạm biệt đến quý khán giả, luật sư còn điều gì muốn chia sẻ đến quý vị hôm nay ạ? Dạ, hiện giờ cái dạng EB-5 đó được chính phủ Hoa Kỳ extend, tức là gia hạn thêm tới tháng 9. Nhưng mà như quý vị khán giả đã biết là hiện giờ nó có một số những cái áp lực để tăng lên cái tiền đầu tư cái khoản lên cao. Cũng như là siết chặt lại những cái quy chế của đầu tư, nhất là cái nguồn tiền, để tránh những cái trường hợp rửa tiền vân vân. Nhờ nếu quý vị nào muốn đầu tư và hoặc là dạng M1 hay là dạng EB-5 thì xin liên lạc chúng tôi càng sớm càng tốt trước khi mà những cái bộ luật này nó thay đổi. Dạ. Và một lần nữa thì như quý vị biết, dạng đầu tư như luật sư đã cố vấn là có thể có hai dạng, L1 với lại EB-5. Thì L1 là giống như chúng ta đã thành công ở một cái cơ sở ở nước ngoài nào đó và chúng ta muốn tới Hoa Kỳ để lập một cái chi nhánh. Yeah. Thì chúng ta có thể lập một chi nhánh ở Hoa Kỳ và mang theo vợ chồng hoặc là con cái dưới 21 tuổi đi theo. Yeah. Thì họ sẽ được hưởng những cái quy chế theo đúng như là người định cư ở đây vậy phải không ạ? Tức là thẻ xanh rồi trong, đi học. Trong 12 tháng đó, đầu đó, tức là những người đó sẽ tới Hoa Kỳ để quản lý cái cơ sở thương mại đó. Dạ. Thì nhưng mà sau 12 tháng đó thì chúng tôi sẽ chuyển thành thẻ xanh. Dạ vâng. Thì còn cái trường hợp thứ hai đó là EB-5. Thì trong EB-5 nó lại có thêm những cái trường hợp khác nữa. Dạ. Đó là dạng chúng ta từ đầu tư theo cái project nào đó, hoặc là chúng ta gộp chung hợp tác làm chung với những cái project nào đã có sẵn. Dạ. Dạ, thì tùy theo từng trường hợp mà luật sư sẽ có những cái cố vấn pháp lý đặc biệt đối chơi với quý khán giả để chúng ta thấy là trường hợp nào nó phù hợp với chúng ta nhất để dễ dàng lựa chọn. Dạ đúng. Dạ vâng. Một lần nữa, nếu mà quý vị có bất cứ câu hỏi nào thưa quý vị thì quý vị cứ sẵn lòng gọi đến cho đài truyền hình ABC là 7148925400, thì tôi nhà sẽ gửi câu hỏi đến cho luật sư hàng tuần, hoặc là quý khán giả có thể gọi trực tiếp đến cho văn phòng luật sư ở số phone là 7142545166 hoặc là 1888202042 với tổ hợp luật sư Premier International Law Group. Xin cảm ơn luật sư hôm nay đã đến với đài ABC ạ. Dạ, cảm ơn tôi nhà và cảm ơn các khán giả của đài. Tôi nhà xin kính chúc cho tất cả quý vị luôn gặt hái được nhiều thành công, an lạc và may mắn. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình Luật pháp và đời sống kỳ sau. Văn phòng tư vấn di trú chuyên nghiệp Premier International Law Group với phương châm rút ngắn thời gian là rút ngắn khoảng cách. Premier International Law Group chúng tôi với đội ngũ luật sư lâu năm sẽ hỗ trợ quý khách hàng về mọi mặt khi làm thủ tục di trú. EB3, EB5, mọi chi tiết xin liên lạc 888-202-2042, 888-202-2042, 7142545166. Nhận hồ sơ trên 50 tiểu bang Hoa Kỳ và có văn phòng tại Việt Nam để hỗ trợ quý khách. Mời luật sư Đan Đào gửi lời chào đến quý vị khán thính giả. Chào Vân Khương, chào khán thính giả của đài, chúng tôi là luật sư Đan Đào. Và đầu chương trình thì Vân Khương xin hỏi là EB3 nói chung ra là chương trình như thế nào vậy luật sư? EB3 là một chương trình cho phép những cái đại công ty của Hoa Kỳ bảo trợ những nhân viên với có những cái điều kiện khác nhau. Một là những công ty đó phải cho chính phủ Hoa Kỳ biết, cũng như là chứng minh cho Sở Lao động là họ có những cái lý do chính đáng để họ có thể họ mướn những nhân viên ngoại quốc. Phần lớn là họ không có tìm ra những cái nhân viên nào mà đủ cái điều kiện của họ, cũng như là hay là chẳng hạn như họ những nhân viên bản xứ. Qua dạng nó gọi là attrition, tức là mất người ta làm một thời gian quá ngắn rồi người ta bỏ việc làm, thì họ sẽ được cái Sở Lao động chấp thuận cho họ điểm mướn. Rồi trong cái một khi mà họ được cái Sở Lao động cho phép thì chúng tôi sẽ làm cái hồ sơ về di trú để cho những công ty đó có thể bảo trợ cho những người ngoại quốc. Và thì những người ngoại quốc đó đến sự Hoa Kỳ làm việc một thời gian thì có thẻ xanh. Nhưng mà đối với những người ở Việt Nam và muốn qua Mỹ thì chương trình này có thể áp dụng như thế nào ạ? Thì nói tổng quát đó là cái chương trình này thì chúng tôi đã xin phép Sở Lao động cũng như là Sở Di trú để cho phép những cái công ty này bảo trợ những nhân viên ngoại quốc. Yeah. Cái vấn đề chỉ có là những người nào phải đủ tiêu chuẩn, tức là một là họ phải ở trong cái tuổi làm việc, tức là thường thường khoảng 18 tới 45 tuổi. Yeah. Và họ không có những cái tiền án tiền sự và sức khỏe họ phải tốt. Thì nếu mà họ có những cái điều kiện như vậy đó thì chúng tôi có thể nộp đơn vào những công ty và họ sẽ đến Mỹ cùng với gia đình của họ và sẽ được định cư Hoa Kỳ và có thẻ xanh. Wow.
để mà nộp đơn, để mà có thể qua Mỹ, cũng như là khoảng thời gian mất bao lâu để những người này có thể trở thành những công dân chính thức ở Mỹ ạ? Thời gian trung bình làm hồ sơ nó khoảng từ 18 tới 24 tháng. Yeah. Nhưng mà nó có những cái trường hợp là chúng tôi đã làm hồ sơ trong vòng 8 tháng là xong hồ sơ. Yeah. Có những trường hợp khác, chẳng hạn như nếu những đương đơn bị những cái sự khó khăn về lý do lý lịch chẳng hạn. Yeah. Thì có thể nó kéo dài tới trên 24 tháng, chẳng hạn như 30 tháng. Vâng. Như vậy thì những cái ưu điểm và khuyết điểm của chương trình này là như thế nào ạ? Cái ưu điểm của cái chương trình đó là quý vị được định cư ở Hoa Kỳ, quý vị được thẻ xanh, và sau 5 năm quý vị có thể xin được vào công dân Hoa Kỳ. Vâng. Và cũng như là không những quý vị được đi mà quý vị còn được mang theo những gia đình trực hệ của quý vị, vợ con dưới 21 tuổi. Những cái ràng buộc chương trình là quý vị yeah. phải đi làm với những cái công ty đã bảo trợ cho quý vị. Trong vì một cái lý do nào đó nhưng mà cái người này bị terminated, có nghĩa là không có còn làm việc với công ty nữa, thì như vậy là người đó có bị mất cái quyền lợi là ở lại và trở thành công dân Mỹ không ạ? Trong cái chương trình EB3 đó thì quý vị phải thi hành cái bổn phận của quý vị đối với công ty bảo trợ quý vị. Chẳng hạn như nếu mà quý vị đã ký một cái hợp đồng làm việc với công ty 6 tháng hay là làm việc công ty 1 năm yeah. hay là thậm chí trong một số trường hợp làm việc công ty 24 tháng yeah. Thì quý vị phải làm việc phải fulfill, tức là phải làm xong cái bổn phận quý vị đối với những công ty đó yeah. Thì công ty đó sẽ cập nhật hóa cái hồ sơ của quý vị lên với sở di trú để quý vị có được những cái thẻ xanh. Nhưng nó cũng có một số trường hợp, chẳng hạn như chúng tôi đã làm những cái hồ sơ mà chẳng hạn như quý vị đó đã làm mấy tháng yeah. với công ty, thì công ty vì lý do kỹ chẳng hạn như về personality conflict, tức là không có giao thiệp với lại người supervisor hay là yeah. vấn đề đó, công ty đó lay off, thì trong cái hợp đồng làm việc của chúng tôi đối với thân chủ đó vâng. thì chúng tôi sẽ tìm đủ mọi cách để giúp thân chủ để tìm cho để một bảo cái công vệ quyền lợi của thân chủ yeah. một cái người sponsor khác vâng. yeah. Chương trình EB3 nó đặc biệt là nó không cần quý vị bỏ vốn gì hết, nhưng nó nhắm vào những cái công ty mà nó cần người thì nó sẽ đứng ra nó bảo trợ cho quý vị. Yeah. Đó là cái sự khác biệt. Có thể nói là những cái điều kiện chính á, yeah. Là một là quý vị phải hồ sơ lý lịch của quý vị phải xong trong sạch, là yeah. bởi vì Bộ Nội an của Hoa Kỳ họ rất là cẩn thận trong cái vấn đề cho những phép những người nào vào cái xứ sở của Hoa Kỳ. Nhà luật sư có thể chia sẻ cái quy trình nộp đơn để mà và những cái tin tức mới nhất về EB3 mà quý vị khán giả cần phải biết và lưu ý không ạ? Thì dưới cái thời ông Tổng thống Trump đó, yeah. thì ông càng ngày ông càng siết chặt những cái quy chế. Như vậy thì với những cái điều kiện mà luật sư vừa mới chia sẻ với quý vị khán giả đây, thì Vân Khương cũng thấy là khá khó khăn. Tuy nhiên đối với một luật sư đã kinh nghiệm nhiều năm và với một tổ hợp luật sư có nhiều sự hợp tác của nhiều luật sư giỏi, thì cho Vân Khương được hỏi là xác suất thành công của mình từ hồi trước đến giờ là bao nhiêu ạ? Yeah. Khi mà chúng tôi làm những hồ sơ cho cộng đồng Việt Nam đó, thì chúng tôi tìm hiểu rất là rõ và hai nữa là chúng tôi có cả một cái đội ngũ ở Việt Nam để yeah. ủng hộ cho quý vị khi mà quý vị đi interview. Và cái xác suất thành công có thể nói là chúng tôi làm được rất là cao. Thì cái phí tổn nó sẽ là bao nhiêu ạ? Dạ, về mỗi hồ sơ thực sự mà nói nó khác nhau tùy theo cái địa phương quý vị nào, rồi tùy theo cái loại công ty nào bảo trợ cho quý vị. Nếu mà quý vị, nhưng mà cái mà chúng tôi có thể khẳng định rằng quý vị không phải trả thanh toán cái số tiền cùng một lúc, quý vị có yeah. một thời gian để quý vị trả và theo cái quá trình cái hồ sơ của quý vị. Yeah. Đó thành thử nếu mà quý vị có những cái nhu cầu thì chúng tôi khuyến khích quý vị liên lạc cho chúng tôi ở những cái số điện thoại như Vân Khương có nói và cũng như là ở Hoa Kỳ hay là Việt Nam. Vâng, trước khi chia tay đến quý vị khán giả thì luật sư có điều gì muốn chia sẻ cũng như là lưu ý với quý vị trước khi chúng ta kết thúc chương trình không ạ? Như quý vị biết là hiện giờ dưới thời kỳ ông Trump thì tất cả những cái vấn đề liên quan di trú càng ngày nó càng rất là khó khăn. Thành thử nếu mà quý vị có nhu cầu thì quý vị nên xúc tiến hồ sơ càng sớm càng tốt để quý vị hưởng được cái quy chế tương đối là dễ hiện đại, và bởi vì chúng tôi nhận định là trong vòng một năm nữa thì những cái quy chế này nó sẽ khó khăn hơn và những hồ sơ quý vị làm lúc đó càng khó hơn.
Vâng, và thưa quý vị khán thính giả, trong chương trình vừa rồi thì chúng tôi đã chia sẻ về EB-3, những quyền lợi cũng như là những cách thức để nộp đơn. Thì nếu mà quý vị muốn hiểu rõ hơn từng trường hợp thì xin mời quý vị hãy liên lạc vào số điện thoại trên màn hình để quý vị có thể trực tiếp trò chuyện cùng những luật sư ở tổ hợp luật sư Premier International Law Group. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ sau. Văn phòng tư vấn di trú chuyên nghiệp Premier International Law Group gửi đến quý vị khách hàng thông tin về diện di trú EB-5. Chương trình EB-5 là chương trình xin thẻ xanh an toàn và nhanh nhất dành cho người nước ngoài đến Hoa Kỳ theo hình thức đầu tư, được chính phủ khởi xướng từ năm 90, đã giúp cải thiện nhiều địa phương ở Hoa Kỳ nơi có tỷ lệ thất nghiệp cao hoặc kinh tế chậm phát triển. Năm 2003, chính phủ cho phép các dự án nằm trong khu vực khuyến khích đầu tư thu hút vốn đầu tư nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Mỗi năm Hoa Kỳ cấp 10.000 visa theo diện EB-5, trong đó có 3.000 visa theo diện đầu tư ủy thác, vốn đầu tư 500.000 USD một suất và số còn lại dành cho tự đầu tư 1 triệu USD một suất vào Hoa Kỳ. Với diện đầu tư ủy thác, nhà đầu tư sẽ được hoàn lại vốn bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu, đồng thời được hưởng lãi suất hàng năm. Thời gian chấp nhận đơn EB-5 và cấp thẻ xanh Hoa Kỳ cho nhà đầu tư từ 1,5 đến 2 năm. Sau 2 năm có thẻ xanh có điều kiện, luật sư sẽ giúp nhà đầu tư làm đơn nộp lên Sở Di trú Hoa Kỳ xin xóa điều kiện để được cấp thẻ xanh Hoa Kỳ vĩnh viễn. Những đối tượng đầu tư EB-5, tất cả các nhà đầu tư có khả năng tài chính, có nhu cầu định cư Hoa Kỳ, không giới hạn về độ tuổi, không yêu cầu về ngoại ngữ, không yêu cầu có công ty kinh doanh hoặc kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp, không cần trực tiếp quản lý công việc đầu tư hàng ngày. Các loại hình đầu tư EB-5: tự đầu tư, thành lập công ty mới hoàn toàn, mua lại cơ sở kinh doanh đang hoạt động, mở công ty con hoặc mở thêm chi nhánh kinh doanh. Với diện này, nhà đầu tư 1 triệu USD một suất và tạo ra 10 việc làm toàn thời gian cho công nhân hoặc thường trú nhân trong vòng 2 năm liên tiếp. Đầu tư ủy thác, tức là gián tiếp, thông qua khu vực khuyến khích đầu tư vào công ty hoặc dự án được sự chấp thuận của chính phủ Hoa Kỳ với vốn đầu tư 500.000 USD một suất, quyền lợi của nhà đầu tư. Được thẻ xanh định cư Hoa Kỳ dưới dạng thường trú nhân cho cả gia đình, bao gồm vợ, chồng và các con độc thân dưới 21 tuổi. Được hai quốc tịch hưởng các quyền lợi như công dân Hoa Kỳ. Con em nhà đầu tư được miễn phí học trường công từ tiểu học đến trung học. Học phí đại học được áp dụng như người bản xứ, bằng 1/3 so với du học sinh. Nhà đầu tư và các thành viên gia đình có quyền sinh sống, học tập và làm việc tại bất cứ nơi nào trên đất Hoa Kỳ. Được ra vào Hoa Kỳ không cần visa. Được bảo lãnh người thân, xin nhập quốc tịch, chứng minh nguồn gốc số tiền đầu tư 500.000 USD hoặc 1 triệu USD, thu nhập từ lợi nhuận doanh nghiệp, thu nhập cá nhân, tiền lương, tặng, cho, thừa kế, từ bán bất động sản, chứng khoán, cổ phiếu, quyền lợi của thường trú nhân cho chương trình EB-5. Thẻ xanh được cấp cho cả gia đình lần đầu có giá trị 2 năm, hưởng quyền lợi như một thường trú nhân. Sau 2 năm, luật sư sẽ đại diện cho nhà đầu tư nộp đơn I-829 để xin thẻ xanh 10 năm. Sau 5 năm, nhà đầu tư có thẻ xanh sẽ được nhập tịch Hoa Kỳ. Sau những thông tin trên, hy vọng có thể giúp quý khách hàng có cái nhìn đúng đắn và hiểu một cách chi tiết hơn về các thủ tục, quyền lợi và các yêu cầu khi quyết định xin visa định cư theo diện lao động EB-5. Văn phòng tư vấn di trú chuyên nghiệp Premier International Law Group với phương châm rút ngắn thời gian là rút ngắn khoảng cách, chúng tôi với đội ngũ luật sư lâu năm sẽ hỗ trợ quý khách hàng về mọi mặt khi làm thủ tục di trú EB-3, EB-5. Xin gọi chúng tôi qua số điện thoại 888-202-2042, 888-202-2042. Nhận hồ sơ trên 50 tiểu bang Hoa Kỳ và có văn phòng tại Việt Nam để hỗ trợ quý khách.